chào quý chị các bạn. Vì bây giờ là 6 giờ chiều ngày 30 tháng 5 2024. Thì em đang trên đoạn đường Tân Hương. Thì giờ này cũng đi làm về mà trời cũng đang mưa lâm râm, chuẩn bị chuyển mưa lớn. Thì em cũng quay một số hình ảnh ở đây buổi chiều này cho quý chị em xem. Đây là cái đoạn đường Tân Hương phía từ Bình Long ra ngoài nhà thờ Tân Hương này quý chị. Thì sắp trời cũng sắp mưa, ai cũng về, ai cũng vội về. Mà tay sao thấy hôm nay nó, cái đường cảm giác nó đẹp quá. Nên quay số hình ảnh gửi quý anh chị em ở xa hay là gần xa xem. Rồi cái này mình chạy Tân Hương nha quý anh chị. Thì chạy qua luôn, chạy thẳng dưới kia còn gì quay chính viện xem. Sài Gòn dạo này chiều hay mưa lắm, mưa nhiều lắm. Mưa rải rác, có chỗ thì mưa lớn, có chỗ thì mưa nhỏ. Mà ở đây chuyển cái trời chuyển về là chắc chuẩn bị là trận mưa lớn. Đang mưa lâm râm. Thì mình cứ đi dạo phố phường, phố thành phố mưa bay cho nó ra sao. Nhà thờ Tân Hương. Thấy mấy đứa em nhỏ học giáo lý cũng vui quá, để chạy cho chồng quay cho quý chị em xem. Giờ này chắc học giáo lý về. Đông ghê, đông ghê. Vậy là Tân Hương là như cũng cái chỗ Đức Mẹ này cũng mới bỏ cái ao cá sao, lâu quá mà chưa lại đây. Vậy lúc cái sảnh lên có cái chỗ có hai cái thang dòng chắc cũng mới làm. Nhìn cũng đẹp ha. Đại Đức Mẹ là bỏ ao cá rồi. Thấy đeo khăn quàng màu xanh, mấy em đeo màu xanh không chắc lớp thêm sức quá. Hay là lớp áo ta. Tại đó mà đi học giáo lý cũng không có đeo khăn quàng, cũng không nhớ. Chắc lớp áo quá. Thế em cũng còn nhỏ, chắc lớp 2, lớp 3, lớp 3, lớp 4. Đó đầu mưa cũng hơi nặng hạt hơn xíu rồi. Rồi thôi em đi ra. Chiều nay cũng đi về, là quay một số hình ảnh gửi anh chị. Coi đỡ buồn. Chắc anh chạy ngược lại quá. Không. Chạy ngược lại. Rồi thì anh thấy cái đường Nguyễn Xuyến nó cũng đông á, cái đường mà cặp bên chợ Tân Hương đó, thì em chắc sẽ quẹo phải vô đó để quay số hình ảnh ở đó cho quý vị em xem. Giờ ai cũng vội về chứ, mưa bà còn hơi lớn xíu. Này là chợ Tân Hương. Rồi em quẹo quẹo rồi, sẽ quẹo đây. Không phải chỗ này, chạy Tân Hương ở đây chứ. Tại chút xíu nữa. Không bị Nguyễn Xí, tại khúc kia nó bị kẹt xe đó, bỏ. Đây là Nguyễn Xí nha quý chị. Mình cứ chạy thẳng hoài thì ra tới đường Ngồi Dầu. Thì em quay chủ yếu là ngắm phố phường cho quý chị em xem thôi chứ không có cái gì. Giờ này cũng 6 giờ mấy. Ở đây thì ban ngày thì ở đây khúc này chợ nó cũng buôn bán cũng đông lắm. Bây giờ trời thấy 6 giờ mấy chiều mà còn đông gì nữa. Chung Tân Phú bây giờ thì đẹp lắm. Tân Phú bây giờ phát triển lắm. Nhìn đường xá rồi nhìn đã lắm. Giờ để quy hoạch sao nhìn nó gọn gàng. À, nhà cửa Tân Phú bây giờ cũng đâu phải rẻ. Cứ là mặt. Một căn mà trong hẻm mà khoảng hai mấy mét vuông là hôm bữa là thấy người có người ta báo 2 tỷ mấy anh chị. Nếu mà nhà giấy tờ đàng hoàng thì đất nhà ở Tân Phú này rất là mắc. Tại vì nó cũng ở đây nó cũng giáp trung tâm, mới đi lại cũng dễ, với lại đường xá nó bự á. Những đường trong đường lớn lắm, hẻm cũng lớn. Nên giá nhà nó cao lắm.
so với Bình Tân với lại quận 6, nhiều khi nó cao quận 6 nữa. Ở Sài Gòn này mà làm công nhân hay làm nhân viên văn phòng mà mà nói là mua nhà mấy cái quận trung tâm này, một nhà nhỏ thôi á, là mơ đi, không có đâu. Chung cư nó cũng mắc lắm. Chung cư mà có chung cư mà giấy tờ chưa có mà bán cũng 2 triệu mấy. Bởi vì bài toán mà mua nhà cho giới trẻ ở thành phố là không quá đơn giản. Nước ngoài thì nhiều khi mình làm công nhân đâu đó chưa tìm hiểu, mình thấy trên mạng là công nhân làm đâu được 5, 10 năm, 15 năm có khả năng mua nhà. Hay mua nhà ở xa trung tâm, nhưng mà bên đó việc làm thì nó nhiều. Còn ở thành phố cũng thể, công nhân cũng có thể làm 10 năm, 15 năm mua được căn nhà, mà mua ở quê á, mà về quê không có việc làm. Bởi vậy, cái bài toán mà muốn ở bám trụ thành phố mà để vừa mua nhà có việc làm ở thành phố thì nói chung là khó lắm. Thu nhập phải cao rồi. Không có ai nhà dòng họ bà con ở đây, ba mẹ ở đây thì đỡ rồi. Còn mấy bạn mà lên thuê nhà thì nói chung là cũng nỗ lực, cũng phải ghê gớm lắm mới được. Rồi đây là Gò Dầu. Mưa lớn rồi, chắc phải bằng áo mưa quá. Chuẩn bị là chắc cái tình trạng mưa chắc cũng hơi lớn rồi. Rồi thì em quẹo trái đây, quẹo trái đây, rồi Tân Quy. Rồi trời mưa dẫn bà con đi dạo Tân Phú, vòng nhỏ nhỏ. Thì cho bà con coi cũng đỡ buồn. Thì dòng video cũng đơn giản quá hả bà con. Trời này nếu mà mưa về thì chủ yếu là quán bán ăn với lại quán cà phê cũng hơi buồn chút xíu. Nhưng mà chút xíu cho nó hết, mưa Sài Gòn không có dai, chắc từng 15 phút mà. Tân Phú này cũng đâu có ngập đâu mà sợ. Tại Thủ Đức nó ngập ghê lắm. Đây có cà phê đường Tân Phú, cà phê đường mờ nữa trời. Mới biết luôn. Quán thì hơi vắng. Giờ đúng cùng 6 giờ, giờ đi về mà trời mưa đó. Giờ này cho chưa có ăn. Nói chung quán đông khoảng 7 giờ, 7 rưỡi hơn thì nó mới biết nó mới đông. Giờ này giờ ta lên đi tăng làm không? Rồi, để biết trước là ngã tư Tân Hương. Thì chắc em vừa phải về thì video cũng xin kết thúc ở đây nha quý anh chị em. Thì có gì nếu quý em thấy hay thì nhớ like với lại đăng ký kênh giúp em nha. Và chúc em chị em buổi tối vui vẻ bên gia đình.